Đang phát sinh chào bạn. Sau đây là đang phát sinh xin giới thiệu các bạn túi đựng đồ câu lu. Đây, hiện nay đang đang phân phối hai size. Một size nhưng mà hai màu các bạn. Đây, đều dàn di. Đây một màu đây, các bạn mình quan sát hai màu. Bao này bao đa năng, các bạn có thể dùng đựng mồi lu hoặc là các bạn dùng đựng đồ đi dã ngoại được. Đựng đồ đi dã ngoại được. Đây các bạn. Hai màu, đang sẽ bỏ cái bóng cho các bạn nhìn cho dễ. Đây, quả hãng Notbi các bạn nhá. Đang sẽ review một cái thôi, còn hai màu tương đối các ngăn giống nhau, đang bỏ cho rộng. Trước tiên đo kích thước cho các bạn. Đây, bên trong này các bạn, phụ kiện của nó đây, phụ kiện dây đeo đây, bên trong là cái này nắp, hình tứ giác. Không phải là dẹp các bạn nhé, hình tứ giác. Đây, nó nắp đậy của nó đây. Đấy, các bạn nhìn nắp đây. Đây là nắp của nó đây. Nắp đậy. Nó là như giống như cái hộp. Đấy. Đây các bạn. Giống như cái hộp. Bên trong chống sốc các bạn nhé. Đây này là xốp để chống sốc đây các bạn. Và đây có một ngăn nữa các bạn này. Đấy, ngăn các bạn được tiền, được điện thoại, được hết. Cái này dùng đa năng. Nhưng mà đối với đồ câu thì các bạn dùng câu lu thì hợp lý hơn. Phải đang sẽ đo kích thước của cái túi này các bạn. Kích thước của túi này chiều rộng là 30, à chiều dài là 30 này. Chiều cao là 20. Đấy, chiều rộng đây các bạn. Rộng này có thể 15 các bạn. Rộng này nó có giãn 15. Đây một ngăn nữa các bạn này. Đấy, rất nhiều ngăn. Đa năng, hãng Notbi, có mã vạch check để các bạn check để kiểm tra các bạn này. Đây mã vạch của Trung Quốc này. Đấy, mã vạch của thế giới quốc tế. Đây, mã vạch quốc tế, mã vạch về bên Trung Quốc. Hàng này made in China các bạn nhé. Đấy, sản xuất theo công nghệ của Nhật. Đây, các bạn có thể dắt kìm. Đây có thể bạn bỏ chai nước vào. Đấy. Bạn chít quay mắc quay. Ý là đang sẽ review cái mắc quay. Đang sẽ review bên cạnh. Đựng đồ. Đấy, các bạn đựng đồ. Và có thể đựng luôn cần đây. Các bạn móc luôn cần vào đây. Đây các bạn móc cần vào đây. Đai dây này, cái này đai cần câu lu, cần câu lu thường. Đây các bạn này, dây của nó đây này. Dây chít cần để các bạn đeo đấy. Đấy các bạn luồn luồn đây. Gấp lại. Để các bạn chít cần đấy. Đai cần lại. Nó có hai sợi, hai cái. Đây các bạn nhé, phụ kiện của nó. Còn dây đeo này các bạn này. Dây đeo này có hai loại. Một loại đeo chéo. Dây đeo này có hai loại này. Loại đeo chéo, dây này dùng để đeo chéo này, dây này dùng để vòng bụng, đeo bụng đây các bạn. Đây, các bạn mắc vào để vòng bụng đây. Đấy, đeo trước bụng. Cái này tháo ra tháo vào được này các bạn này. Đấy. Hai bên đều được này các bạn nhé. Đây bên này nữa này. Hai bên đều được. Đấy, cái này để chấm ra mồ hôi nó thoáng. Các bạn ốp vào bụng này, đây phải là ốp bụng. Còn bao dây đeo chéo đây các bạn. Rất đa năng. Đấy các bạn mắc vào đeo chéo. Tiếp nữa bên này.
và hộp các bạn đang sẽ khóa và các bạn xem. Đang thì hiện tại thì cũng chưa khám phá hết cái chức năng của nó, đang review tạm để các bạn tham khảo, để các bạn order hoặc là đặt hàng Hải Đăng trực tiếp. Hải Đăng đấy. Đây các bạn, hàng Nobi Hải Đăng đang phân phối hai màu. Đây các bạn, hai màu nhá. Hải Đăng Fixing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fixing.